Định Lệ Nhiệt Ba lộ ảnh với Dương Dương và Công Tuấn, cặp nào mới là chân ái đây? Xin phép được xếp Định Lệ Nhiệt Ba là một trong những sao nữ đắt show nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, bởi nữ diễn viên liên tục cho ra mắt hàng loạt dự án phim thần tượng khác nhau, từ hiện đại tới cổ trang. Trường ca hành kết thúc chưa bao lâu thì dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh đã phát sóng. Nhớ không nhầm thì tháng trước một blogger nhận xét rằng Định Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương hợp tác đóng phim ngôn tình, nhưng chemistry không đủ mạnh, không ngọt ngào như người yêu mà nhìn giống hai người bạn. Không những vậy, có không ít người còn khen ngợi tạo hình và độ đẹp đôi của Địch Lệ Nhiệt Ba và bạn diễn Công Tuấn trong dự án An Lạc Chuyện. An Lạc Chuyện khai máy chưa đầy một tuần, những tạo hình đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường đã được đăng tải khắp các trang mạng xã hội. Trái ngược với trường ca hành vấp phải nhiều bình luận trái chiều, lần này Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Trong buổi lễ khai máy, chúng tôi thấy được kiểu tóc của cặp diễn viên chính Công Tuấn Địch Lệ Nhiệt Ba khá ấn tượng. Phim tiếp tục hé lộ hình ảnh hậu trường với phần trang phục và tạo hình rõ nét hơn của hai nhân vật chính. Định Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng là một trong những mỹ nhân bậc nhất của vùng Tân Cương, đó cũng là lý do cô rất phù hợp với màu sắc rực rỡ. Trong bộ trang phục màu đỏ với những chi tiết trang trí tỉ mỉ và tinh xảo, Định Lệ Nhiệt Ba trông lại càng sắc sảo hút mắt. Ngoài ra bông tai đỏ làm nên tôn nước da trắng ngần không tì vết của nàng. Về phía Công Tuấn, tạo hình của nam diễn viên gây ấn tượng với trang phục màu trắng trơn, cổ áo đeo đựng thẳng khí chất của một đấng nam nhi. Nam diễn viên khoe ngóc nghiêng thần thánh không góc chết. An Lạc Chuyện là tác phẩm cổ trang ngược nguyến được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu bi kịch nhưng đầy cảm động giữa Nhậm An Nạc, đại đương gia của An Lạc Trại và thái tử Hàn Diệp. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, phim còn có sự góp mặt của Công Tuấn và Niêu Vũ Ninh. Quay trở lại với phim ngôn tình Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh, bộ phim đã phát sóng. Như ở trên, chúng tôi có đề cập đến vấn đề một blogger nhận xét rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đóng phim ngôn tình, nhưng chemistry không đủ mạnh. Tuy nhiên, sau khi xem bộ phim, chúng tôi lại thấy nhận định của blogger này hoàn toàn sai lệch. Những khoảnh khắc chemistry của Dương Dương và blogger này đã đánh giá một cách chủ quan, cũng có thể người này chưa xem qua những đoạn trailer và ảnh hậu trường của cặp đôi. Và mới đây nhất, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã được tiết lộ. Cả hai đang giận dỗi, sau đó Địch Lệ Nhiệt Ba làm nũng với Dương Dương, nhưng anh chàng giả bộ ngó lơ người yêu. Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba đang say giấc ngủ và gối đầu lên chân Dương Dương, nam thần đang ngồi trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Đây là hình ảnh khá đơn giản, nhưng qua biểu cảm của Dương Dương, khán giả suy đoán rằng chàng vô đồ đang suy nghĩ về một điều gì đó lớn nào, mới phải trầm tư như vậy chăng? Chưa hết, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngủ thật, nhưng có lẽ chỉ là cô nàng đang giả vờ ngủ, sau đó cô còn cố gắng nhịn cười. Dương Dương tập trung để diễn phân đoạn suy nghĩ trầm tư, nhưng cũng không kìm nén nụ cười của mình bởi chiêu làm nũng của nàng Kiều Tinh Tinh đã thực sự đánh gục vô đồ. An Lạc Chuyện vẫn đang trong quá trình ghi hình, tác phẩm dự tính dài 40 tập. Nếu như thông tin này được xác nhận là chính xác, sẽ trong một năm nữa chúng ta được ngắm Địch Lệ Nhiệt Ba Công Tuấn sánh vai trên màn ảnh nhỏ. Trong thời gian chờ đợi Nhiệt Ba và Công Tuấn lên duyên, chúng ta hãy hưởng thụ những khoảnh khắc chemistry của mỹ nhân Tân Cương và nam thần Dương Dương. Nhắc đến thôi là lòng mình phơi phới như xuân về vậy. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.